Ngày 17 tháng 6, đồng chí Huỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Núi Sam chủ trì hội nghị chuyên đề về sơ kết chỉ tiêu bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, toàn phường Núi Sam có 14.795 trên 17.253 tham gia bảo hiểm y tế, đạt 85,75%. Có 252 trên 480 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 52,5%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể, các khóm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát lại toàn bộ đối tượng tiềm năng, các ban ngành đoàn thể và các khóm căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền về các chế độ chính sách và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu của thành phố giao trong năm 2024.